Vì thời gian có hạn thì rất mong sự thông cảm từ quý vị đại biểu, quý bậc phụ huynh, các vận động viên, huấn luyện viên, trưởng đoàn cho công tác tổ chức ngày hôm nay. Xin vô. Và đề nghị chúng ta cho một tràng vỗ tay thật lớn cho các bạn Tiểu Hồng. Ai lời đã đạt giải nhất à? Xin chúc mừng các vận động viên, thầy Duy với lại thầy.